chào quý vị khán giả, bây giờ là thời lượng cho chương trình thời sự lúc 12 giờ ngày 15 tháng 4 của Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Các bộ ngành chức năng tìm kiếm giải pháp tích tụ tập trung đất đai phục vụ sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, tạo động lực cho phát triển nông nghiệp nông thôn. Liên bang Nga phát minh một loại thuốc mới có khả năng tiêu diệt các khối u ác tính. Nga sẵn sàng đưa chế phẩm mới đến Việt Nam và tiến hành thử nghiệm lâm sàng nếu có nhu cầu. Bà con Khmer Nam Bộ tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa thể hiện nét văn hóa truyền thống độc đáo của dân tộc nhân dịp Tết Chon Chư Nam Thơ Mây. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Sáng ngày 14 tháng 4, Ban chỉ đạo nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập đã họp dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, trưởng Ban chỉ đạo. Cùng dự có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và đại diện của các bộ ngành liên quan. Với mục tiêu đến năm 2020 sẽ giảm được 10% chỉ tiêu biên chế, tương đương với 220.000 cán bộ công chức ra khỏi bộ máy nhà nước. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh, sau cuộc họp này, các bộ ngành địa phương phải xây dựng nghị định đặc thù của các lĩnh vực sắp xếp bộ máy, trong đó xác định rõ về cơ chế quản lý tài chính, chuyên môn và nhân sự. Bên cạnh việc giao tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập, cần phải chú trọng tới việc quản lý, giám sát, nhất là đối với các lĩnh vực đặc thù như y tế, giáo dục. Dự kiến đề án đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập sẽ được trình Bộ Chính trị cho ý kiến vào tháng 8 tới đây. Cùng ngày tại Vĩnh Phúc, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chủ trì hội nghị bàn giải pháp tích tụ tập trung đất đai phục vụ phát triển nông nghiệp quy mô lớn với sự tham gia của nhiều bộ ngành chức năng. Hội nghị được cho là cần thiết trong bối cảnh nhu cầu sản xuất nông nghiệp quy mô lớn đã và đang âm thầm diễn ra ở nhiều nơi, nhiều vùng trên cả nước, nhưng chưa thể phát triển mạnh do hạn chế của những quy định hiện hành. Thực tế này khiến cho nhiều cá nhân doanh nghiệp đã phải lách luật để tích tụ tập trung những diện tích đất đai đủ lớn để hướng tới sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Phương án nông dân cho thuê quyền sử dụng để tập trung đất đai được các đại biểu đồng tình có nhiều ưu điểm. Ở phương án này, nông dân vẫn nắm giữ quyền sử dụng đất và có nguồn thu nhập cao hơn trực tiếp sản xuất nông nghiệp. Còn doanh nghiệp được chủ động hoàn toàn việc sản xuất, đầu tư công nghệ trong một thời gian nhất định mà không bị chi phối bởi nông dân. Tuy nhiên, các chuyên gia tại hội nghị cũng đã bày tỏ sự lo lắng quá trình tích tụ tập trung đất đai sẽ ảnh hưởng lớn đến xã hội, đến đời sống, lao động sản xuất của nông dân. Nhưng hầu hết cũng bày tỏ quan điểm ủng hộ chủ trương tích tụ tập trung đất đai, kèm với đó là những điều kiện để đảm bảo hài hòa quyền lợi của nông dân, nhà nước và doanh nghiệp. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cho rằng cần tránh bệnh hình thức và phong trào trong tổ chức và thực hiện tích tụ tập trung ruộng đất. Nếu tích tụ ruộng đất mà không căn cứ vào nhu cầu thị trường và năng lực sản xuất thì sẽ thất bại. Tích tụ ruộng đất phải phù hợp với điều kiện thực tế của từng vùng, từng khu vực, mỗi địa phương. Ngoài ra, cần thống nhất quan điểm xuyên suốt là thực hiện tích tụ tập trung đất đai nhằm tạo động lực cho phát triển nông nghiệp nông thôn và phải coi trọng vấn đề quyền lợi, lợi ích lâu dài, bền vững của nông dân. Trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam hiện nay thì doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm đa số. Thực tế đã chứng minh các doanh nghiệp nhỏ và vừa đã góp phần không nhỏ và trở thành một trong những trụ cột quan trọng đối với sự tăng trưởng của nền kinh tế. Tuy nhiên hiện nay thì vẫn chưa có những chính sách cụ thể và khuôn khổ pháp lý để hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam. Chính vì vậy, Cục Phát triển Doanh nghiệp Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nghiên cứu soạn thảo dự thảo luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trước khi trình Quốc hội cho ý kiến, mới đây các hiệp hội doanh nghiệp cũng đã có những kiến nghị xung quanh dự thảo luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong đó, đa số các đại biểu bày tỏ băn khoăn về tính thực tiễn của dự thảo luật này. Hỗ trợ tiếp cận vốn tín dụng, thuế, mặt bằng sản xuất, ươm tạo công nghệ, thị trường, thông tin và nguồn nhân lực. Đây là 7 nội dung hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ đưa ra trong dự thảo. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, những quy định khung này có thể chồng lấn với 7 luật chuyên ngành tương ứng. Cái luật này không đè được lên 7 cái luật kia. 7 món này đều nằm dưới 7 cái luật của 7 cái luật chuyên ngành. Ở cấp thì phủ lên 7 cái luật kia để có thể hỗ trợ được. Từ tiêu chí đầu tiên để xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa là có không quá 300 lao động, thì không ít ý kiến chỉ ra tiêu chí này là không phù hợp với những doanh nghiệp dù vốn ít nhưng lại sử dụng nhiều lao động, mà điển hình là ngành dệt may. Cái doanh nghiệp dệt may á, nhiều doanh nghiệp có 50 tỷ thôi, nhưng mà người ta xài vài ngàn lao động. Vài ngàn lao động không phải là hay, vài ngàn lao động tại vì ông xài máy móc thô sơ quá, ông công nghệ ông cũ quá, vì ông nhỏ quá, thành ra ông cứ xài nhiều lao động. Do đó mấy ông nhiều như vậy cũng là doanh nghiệp nhỏ vừa. Ngay cả tên của dự thảo,
đại diện Ủy ban Kinh tế Quốc hội cũng cho rằng cần cân nhắc sử dụng từ hỗ trợ, bởi Việt Nam hiện đang tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do FTA. Việc đưa doanh nghiệp vào diện được chính phủ hỗ trợ có thể ảnh hưởng tới ưu đãi của chính các doanh nghiệp trong FTA. Thì việc mà sử dụng hỗ trợ là một sự nhạy cảm. Về phía thực sự của Kinh tế Quốc thì cũng đã đề nghị cân nhắc là đổi tên dự án phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ. Ước tính hiện có tới 97% số doanh nghiệp là quy mô nhỏ và vừa, tương đương tới 500.000 doanh nghiệp. Do đó, trong bối cảnh ngân sách hạn hẹp, bản thân các doanh nghiệp cũng cho rằng cần có sự cân nhắc kỹ lưỡng để mỗi chính sách đưa ra thực sự đi vào đời sống của doanh nghiệp. Một thông tin về thị trường bất động sản, sẽ có khoảng 40.800 căn hộ chung cư gia nhập thị trường bất động sản của thủ đô năm nay. Đây là báo cáo mới nhất về thị trường Hà Nội vừa được công bố bởi đại diện Saville, tập đoàn trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ bất động sản. Phần lớn trong số hàng chục nghìn căn hộ này là từ các quận khu vực phía Tây như là Hà Đông, Hoàng Mai, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm và Thanh Xuân. Tuy nhiên, lượng giao dịch đang có sự suy giảm do khách hàng lo ngại về sự quá tải của hạ tầng giao thông khu vực này. Theo Saville, trong quý 1 năm nay tại Hà Nội có 14 dự án mở bán mới và 21 dự án mở bán thêm, cung cấp hơn 9.000 căn hộ cho thị trường bất động sản thủ đô. Căn hộ hạng B vẫn đang có sức tiêu thụ mạnh, còn ở phân khúc biệt thự liền kề, quận Long Biên đang dẫn đầu nguồn cung mới với nửa thị phần. Theo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 7 tới đây trong giao dịch thủ tục giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn, việc sử dụng văn bản có chữ ký thủ công sẽ được chấm dứt mà chuyển sang sử dụng văn bản và chữ ký số. Đến hết tháng 4, toàn bộ lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và lãnh đạo các sở ngành sẽ được cấp chữ ký số đã được Trung ương duyệt. Đến đầu tháng 5 sẽ áp dụng thí điểm song song hai hình thức, vừa ký số vừa ký thủ công, và đến tháng 7 thì áp dụng hoàn toàn chữ ký số. Chữ ký thủ công vẫn còn áp dụng với các văn bản mật theo quy định và giao dịch giữa Ủy ban Nhân dân, sở ngành với người dân và các doanh nghiệp sẽ không sử dụng thủ tục chữ ký số. Song song với việc cải cách thủ tục hành chính thì Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang nỗ lực cải tạo diện mạo giao thông thành phố. Thành phố Hồ Chí Minh vừa kêu gọi đầu tư để xây dựng các tuyến đường giao thông ven kênh rạch, góp phần tăng thêm diện tích mặt đường vốn đang trở nên rất chật chội của thành phố này. Hoạt động này sẽ diễn ra song song với việc thu hút các nhà đầu tư vào cải tạo kênh rạch. Kênh Tham Lương Bến Cát, rạch nước lên là con kênh dài nhất tại khu vực nội đô Thành phố Hồ Chí Minh. Sắp tới đây, khu vực này sẽ được cải tạo môi trường nước và xây dựng một tuyến đường chạy dọc hai bờ kênh. Theo Công ty Cổ phần Đầu tư Phương Nam, thì đơn vị này sẽ tham gia dự án xây dựng đường dọc kênh với tổng kinh phí gần 3.500 tỷ đồng. Tổng chiều dài của kênh nó tới gần 32 km, nên dẫn đến nó tạo thêm quỹ đường, giảm ùn tắc của Thành phố Hồ Chí Minh. Và khi cái kênh này mà làm được kè cải tạo thì nó tạo thành cái cảnh quan một cái rất là đẹp. Theo kế hoạch, dự án sẽ được thực hiện trong 18 tháng, nghĩa là sẽ hoàn thành vào giữa năm 2019. Khi đó, hai bên bờ kênh sẽ có hai con đường rộng 12 mét với 6 làn xe mỗi bên. Tổng chiều dài của hai con đường là 64 km. Dự án này sẽ góp phần giải tỏa áp lực giao thông cho 8 quận huyện dọc phía tây thành phố. Tuyến đường hai dọc kênh nó tính chất là một cái tuyến đường vành đai ở xung quanh thành phố, giải quyết cái việc ách tắc giao thông ở những cái nút giao thông cầu Tham Lương, nút giao thông An Sương và một số nút giao thông dọc theo bờ kênh. Theo Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, việc cải tạo các dòng kênh cũng sẽ được tính toán để kết nối đồng bộ với các phương tiện vận tải hành khách công cộng là các tuyến buýt trên sông mà thành phố đã khởi động và sẽ đưa vào khai thác từ tháng 6 tới. Thì ngay khi quy hoạch tuyến đường thì chúng tôi đã tính toán đến cái kết nối vận tải từ đường thủy sang đường bộ và ngược lại, tức là bố trí những cái vị trí bến bãi mà vận tải hành khách công cộng bằng đường bộ thì cũng tính toán vận tải hành khách công cộng bằng đường thủy và ngược lại. Sắp tới đây thì Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cải tạo rất nhiều dòng kênh khác và nhờ đó cũng sẽ tạo ra nhiều con đường đẹp như thế này. Với chính sách này thì nó không chỉ giúp đổi thay bộ mặt của nội đô thành phố mà nó còn góp phần tạo ra những cái quỹ đường lớn để giảm ùn tắc tại trung tâm thành phố.
Với các bạn trẻ đang tìm kiếm việc làm ở thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi có một gợi ý cho các bạn, đó là ngày hội tuyển dụng việc làm năm 2017 được tổ chức ngày hôm nay 15 tháng 4. Dự kiến là có khoảng 3.000 vị trí cần tuyển dụng ở nhiều lĩnh vực nghề nghiệp khác nhau, 50 doanh nghiệp tham gia vào ngày hội này. Đây là một trong những sự kiện việc làm quy mô lớn tại thành phố Hồ Chí Minh và là cơ hội tìm việc thiết thực cho những sinh viên mới tốt nghiệp, thậm chí với cả những sinh viên năm thứ 2, năm thứ 3. Mỗi bạn trẻ sẽ có những định hướng nghề nghiệp riêng cho mình. Có bạn thì lựa chọn một công việc ổn định tại một doanh nghiệp nào đó. Nhưng có nhiều bạn trẻ thì lại muốn thử sức kinh doanh, thỏa mãn niềm đam mê sáng tạo của mình. Sau đây chúng tôi muốn giới thiệu với quý vị một nhóm bạn trẻ khởi nghiệp ở Hà Nội. Nhóm bạn trẻ này đã sử dụng bản đồ số trên điện thoại di động để phát triển loại hình dịch vụ sửa xe đạp điện. Ứng dụng cứu hộ xe đạp điện quả thật là một điều rất mới mẻ, nhưng tính ứng dụng thực tiễn thì rất cao khi mà ngày càng có nhiều người lựa chọn xe đạp điện là phương tiện giao thông hàng ngày. Chúng ta cùng gặp gỡ với nhóm bạn trẻ khởi nghiệp và tìm hiểu về ứng dụng này ngay sau đây. Thưa quý vị, các bạn, những chiếc xe đạp điện như thế này thì đã là một cái phương tiện khá là quen thuộc với cả các bạn trẻ khi mà đến trường học hiện nay. Tuy nhiên thì với một chiếc xe đạp điện hiện nay thì cũng có rất là nhiều những cái hỏng hóc xảy ra, ví dụ như là bị hỏng ắc quy hay là những cái thiết bị điện chẳng hạn. Và một điều bất tiện đó là các bạn sẽ phải thường xuyên là dắt bộ xe từ chỗ hỏng trở về nhà khi mà không có những cái cửa hàng sửa xe điện một cách phổ biến. Và hiện nay thì với một cái ứng dụng ở trên một chiếc điện thoại thông minh như thế này thì rất là nhiều những cái bất tiện khi mà hỏng xe đạp đã được giải quyết một cách triệt để. Khởi nghiệp được hơn một năm nay, nhóm Radabai đã nghiên cứu một ứng dụng trên điện thoại di động có tên gọi Cứu hộ xe đạp điện. Được xây dựng trên nền bản đồ số định vị vệ tinh GPS, ứng dụng này cung cấp chính xác vị trí của người hỏng xe và kết nối nhanh nhất với địa chỉ sửa chữa xe điện ở quanh khu vực đó. Hỏng xe điện khi đang đến trường, nhóm bạn trẻ này đã sử dụng ứng dụng Cứu hộ xe điện được cài trên điện thoại. Sử dụng cái app này các bác đến cũng là kịp đúng giờ, cũng là nhanh và rất là tiện lợi. Bọn cháu không phải dắt xe đi bộ về hay là nó không bất kỳ phiền toái nào ạ. Một người có trình độ về công nghệ thông tin ở mức sơ đẳng thôi là người ta cũng hoàn toàn có thể là cài được app và sử dụng được app. Cụ thể như là nhận được cái thông tin của khách hàng ngay lập tức và thao tác gọi lại cho khách hàng. Hiện mới chỉ có 500 cửa hàng sửa chữa xe điện ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành cài ứng dụng này. Theo nhóm khởi nghiệp, một trong những khó khăn nhất với nhóm đó là làm thế nào để những cửa hàng sửa chữa có cài đặt ứng dụng là những cửa hàng có tay nghề cao và giá cả hợp lý. Vận dụng trên bản đồ số đã làm cho cái việc tiếp cận rẻ đi rất nhiều và tiện hơn rất nhiều. Điều quan tâm nhất trong tất cả các đơn vị cung cấp dịch vụ và công nghệ thì chính là làm thế nào đấy để khách hàng có được một công cụ tin cậy, đảm bảo trong cái lúc mà họ cần sự trợ giúp. Nhằm nâng cao chất lượng của ứng dụng, trong thời gian tới, nhóm khởi nghiệp sẽ cập nhật liên tục các nhận xét của khách hàng, để từ đó nhóm sẽ quyết định thêm hay bớt cửa hàng sửa chữa nào trong danh sách. Với người sửa chữa uy tín như anh Khoa, ứng dụng tiện ích này đã giúp số lượng khách của anh tăng hơn 100 người chỉ trong một tháng vừa qua. Còn với các bạn trẻ này, sửa xong xe ngay tại nơi bị hỏng và không phải dắt bộ về nhà, họ cảm thấy rất thích thú. Trong phần tiếp theo của chương trình, Liên bang Nga phát minh một loại thuốc mới có khả năng tiêu diệt các khối u ác tính. Nga cũng sẵn sàng đưa chế phẩm này đến Việt Nam và tiến hành thử nghiệm lâm sàng nếu có nhu cầu. Bà con Khmer Nam Bộ tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa thể hiện nét văn hóa truyền thống độc đáo của dân tộc nhân dịp Tết Chon Chư Nam Thơ Mây. Tiếp tục chương trình thời sự với những tin tức đáng chú ý. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai cho biết đã phát hiện hố chôn tập thể liệt sĩ tại khu vực phía đông sân bay Biên Hòa. Theo nhận định, thì đây là hài cốt của các chiến sĩ thuộc Trung đoàn 4, Sư đoàn 5 và Đại đội Đặc công Biên Hòa hy sinh trong đợt tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968. Cuộc tìm kiếm quy mô lớn này được triển khai cách đây một tháng với sự hỗ trợ của các cựu binh Mỹ từng tham chiến tại sân bay Biên Hòa. Hiện vẫn chưa xác định được số lượng hài cốt liệt sĩ vừa được phát hiện. Sau khi cất bốc hài cốt các liệt sĩ, tỉnh Đồng Nai sẽ tổ chức lễ truy điệu và đưa hài cốt các liệt sĩ về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ của tỉnh.
Theo trình báo của ngư dân, vào sáng ngày 12 tháng 4, một tàu cá của Phú Yên đang đánh bắt trên biển thì bị tàu lạ bắt, dẫn giải và mất thông tin liên lạc. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo đồn biên phòng Tuy Hòa và các đơn vị liên quan xác minh vụ việc. Qua xác minh, tàu cá mang số hiệu PI95003TS do ông Nguyễn Văn Tý làm thuyền trưởng cùng 5 lao động đang khai thác tại vùng biển có tọa độ 7,15 độ Vĩ Bắc, 109,59 độ Kinh Đông thì bị tàu tuần tra của Indonesia bắt giữ. Cụ thể vụ việc đang được các đơn vị chức năng làm rõ. Thưa quý vị, cơ quan y sinh Liên bang Nga vừa công bố kết thúc giai đoạn thử nghiệm tiền lâm sàng một loại thuốc mới có khả năng tiêu diệt các khối u ác tính. Để làm rõ hơn về loại thuốc mang nhiều hy vọng này cũng như khả năng hợp tác thử nghiệm và sản xuất tại Việt Nam, phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn với giáo sư Andrei Simbernev, phó giám đốc Viện Nghiên cứu Khoa học Quốc gia các chế phẩm đặc biệt tinh khiết thuộc cơ quan y sinh Liên bang Nga. Mời quý vị theo dõi. Giáo sư Andrei Simbernev khẳng định, các nhà khoa học thuộc Viện Nghiên cứu các chế phẩm siêu tinh khiết đã kết thúc quá trình thử nghiệm trước lâm sàng chế phẩm điều trị ung thư có tên gọi protein sốc nhiệt 70. Chế phẩm được tổng hợp trên nguyên tắc tự sản sinh của tế bào con người ra một loại phân tử protein chuyên đối phó với các tác động gây sốc, gây căng thẳng để ổn định hoạt động của bộ máy cơ thể. Qua nghiên cứu, protein sốc nhiệt này còn giúp khơi dậy khả năng kháng nguyên chống ung bướu trong tế bào, qua đó tăng cường các phản ứng miễn dịch chống khối u. Chúng ta có thể sử dụng tính năng đặc biệt này để tác động tạo ra phản ứng miễn dịch của cơ thể chống lại căn bệnh ung thư. Đó chính là bản chất, là sự khác biệt của phương pháp này so với các phương pháp điều trị khác như xạ trị, hóa trị. Đây là một cách tiếp cận hoàn toàn mới. Kết quả thử nghiệm tiền lâm sàng trong hơn 4 năm qua trên nhiều dạng ung thư ở một số động vật cho thấy thuốc protein sốc nhiệt 70 có khả năng chống được tất cả các loại khối u ác tính, thậm chí khi bệnh ung thư đã ở giai đoạn cuối cùng. Từ đó, các nhà khoa học rút ra kết luận protein sốc nhiệt 70 có thể có hiệu quả đối với con người. Tuy nhiên, giáo sư Simbernev nhấn mạnh, để khẳng định được loại thuốc mới này có thể chữa trị ung thư ở người hay không, còn phải trải qua giai đoạn thử nghiệm lâm sàng nghiêm ngặt, bắt đầu từ năm 2018 và kéo dài không dưới 3 đến 4 năm. Về khả năng thử nghiệm và hợp tác với Việt Nam trong việc thử nghiệm và phát triển loại thuốc ung thư này, giáo sư Simbernev cho biết, sau khi hoàn tất thử nghiệm tại Nga, Viện có thể đưa chế phẩm mới đến Việt Nam và tiến hành thử nghiệm lâm sàng ở các trung tâm điều trị ung bướu ở Việt Nam nếu có nhu cầu. Nếu có kết quả tốt, chúng tôi sẵn sàng phổ biến công nghệ này ra thế giới, trong đó tất nhiên là cả Việt Nam. Bởi vì Việt Nam là đất nước anh em, cho nên chúng tôi sẵn sàng hợp tác, giúp đỡ những người bệnh tại Việt Nam. Giáo sư Simbernev cho biết, sẵn sàng tiếp nhận các đề nghị hợp tác đầu tư từ phía các cơ quan, các doanh nghiệp Việt Nam. Thưa quý vị, hôm nay là một ngày cuối tuần rất đặc biệt với bà con Khmer Nam Bộ, bởi từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 4 là Tết Chon Chon Nam Thơ Mây, một trong ba dịp lễ Tết quan trọng nhất trong năm của đồng bào Khmer Nam Bộ. Những ngày này, bà con tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thể hiện nét văn hóa truyền thống độc đáo của dân tộc. Lễ rước đại lịch Maha Sokran là hoạt động đầu tiên của Tết Chon Chon Nam Thơ Mây. Tham dự lễ, bà con Khmer Trà Vinh mong ước xua đi những điều không tốt lành trong năm cũ và đón nhận điều may mắn nhất của năm mới. Năm nay ăn Tết thì gặp vui vẻ, rất là phấn khởi nhiều lắm. Rồi làm chuyện gì cũng là trúng mùa. Sau lễ đón chào năm mới, bà con sắm sửa lễ vật, tập trung về chùa cùng với các vị chư tăng thực hiện nghi thức cầu kinh, cầu bình an và mọi điều tốt lành. Ngày Tết của đồng bào Khmer trong vùng trở nên vui tươi ấm áp hơn khi có sự quan tâm chia sẻ của nhà nước và chính quyền địa phương. Năm nay ban cho năm thứ mấy miền Puerto Bolívar nâng một dịp năm mới này, bà con Phật tử đến đây rất đông. Chính quyền địa phương cũng về mừng đông lắm, nên dịp Tết năm nay tổ chức long trọng hơn mọi năm. Miền thang Rathibal mò chia sẻ ai ca riệp chom nâng có miền ca sạp bài chàng Rathnam. Năm nay, đồng bào Khmer ở Sóc Trăng cũng đón một cái Tết thực sự ý nghĩa. Với bà con, Chon Chon Nam Thơ Mây không chỉ thắt chặt tình đoàn kết trong phung sóc, mà còn là dịp để chính quyền địa phương ngày càng gần gũi, gắn kết với nhân dân.
Đại Nội là một điểm đến không thể bỏ qua với du khách khi tới với cố đô Huế. Trước giờ thì du khách chỉ có thể ngắm nhìn phong cảnh Đại Nội Huế vào ban ngày thôi. Còn để biết khung cảnh Đại Nội về đêm như thế nào thì quý vị có thể tham quan Đại Nội Huế từ 19 giờ đến 22 giờ hàng đêm, bắt đầu từ ngày 22 tháng 4. Thông tin được công bố từ Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế. Đến với Đại Nội về đêm, du khách sẽ có nhiều cơ hội trải nghiệm cảnh sắc lung linh của Hoàng cung Huế xưa, từ Ngọ Môn, Cầu Trung Đạo, Hồ Thái Dịch đến Thế Miếu, Cung Diên Thọ, Cung Trường Xanh. Các nghi thức cung đình xưa như lễ đổi gác, trình tấu đại nhạc, tiểu nhạc, các hoạt động diễn sướng như cấm vệ quân luyện võ, các bài bản múa cung đình, các chương trình âm sắc Hoàng cung cùng các trò chơi cung đình được tái hiện. Ngoài ra, Đại Nội về đêm còn tái hiện trong không gian về nghề truyền thống Huế. Ngoài cố đô Huế thì thành phố Hồ Chí Minh cũng là điểm đến với nhiều sự kiện lễ hội đặc sắc sắp được tổ chức, chắc chắn sẽ không làm cho quý vị thất vọng. Trong đó thì có sự kiện bắn pháo hoa và trình diễn ánh sáng nghệ thuật trên sông Sài Gòn để chào mừng ngày 30 tháng 4. Đây là một trong những hoạt động đầu tiên trong kế hoạch tổ chức định kỳ các sự kiện lễ hội để thu hút khách du lịch đến với thành phố Hồ Chí Minh. Dự kiến vào cuối tháng 5 này sẽ là liên hoan ẩm thực đất phương Nam, biểu diễn nghệ thuật đường phố, rồi đến lễ hội trái cây Nam Bộ vào đầu tháng 6. Còn bây giờ thì mời quý vị cùng trở lại với khu vực Bắc Bộ. Tre là một biểu tượng của văn hóa cũng như là đời sống của người Việt. Cây tre là một nguồn nguyên liệu quý để xây nhà, để làm các vật dụng gia đình cũng như dụng cụ trong nông nghiệp. Cối xay tre là một trong những công cụ đó. Tre cối xay này từng rất phổ biến trong sản xuất ở các tỉnh miền núi Tây Bắc nước ta. Tuy nhiên, ít người biết rằng chỉ có những người ở làng Đa Chất, huyện Phú Xuyên, Hà Nội thì mới làm được những chiếc cối xay đặc biệt như vậy. Ngày nay thì cùng với sự phát triển của công nghệ, chiếc cối xay dần được thay thế bởi những máy móc hiện đại, nhưng người dân ở làng Đa Chất thì vẫn đang cố gắng để bảo tồn được loại công cụ đặc biệt này. Cối xay tre từng là một vật dụng rất phổ biến ở khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam trước khi có sự xuất hiện của máy móc hiện đại. Thân cối được làm chủ yếu bằng các thanh tre ải nhiều kích cỡ, được chẻ nhỏ, ghép lại với nhau. Phía trong mềm, càng ra ngoài càng cứng cáp, giúp tạo ra ma sát, tách hạt thóc ra khỏi vỏ trấu. Đặc biệt của nó là bền này, nó hàng 3-4 năm mới hỏng, nhưng cối đất chỉ được dăm số tháng thôi. Hai, nó lại xay được hai chiều, quay phải và quay trái. Mà ba nữa là xay gạo nó sạch, nó không có đất, nó không dính vào gạo. Như anh cối đất thì nó còn dính gạo, tức là xay nó có đất, nó mòn. Năm nay đã ngoài 70 tuổi, nhưng ông Nguyễn Ngọc Đoán đã theo nghề làm cối xay tre gần 60 năm. Làng Đa Chất nơi ông sinh sống được biết đến là làng nghề duy nhất làm được chiếc cối xay đặc biệt này. Thời gian trước, khi nghề này còn phổ biến, mỗi khi sau mùa vụ là đàn ông trong làng thường lập những gánh thợ từ 2 đến 3 người, rong ruổi khắp các tỉnh miền núi Tây Bắc để đóng cối. Ít, lúc ấy rồi dân số thì đông, ruộng đất ít, ít thóc. Đóng được bao nhiêu thuế má bán chắc hết. Thế rồi công lọ việc kia trong gia đình nó cũng lông con cũng phức tạp. Thế là chỉ lấy tiền đóng cối về là ăn uống xây dựng. Thế độ 2 tháng, 1 tháng hay thậm chí 3 tháng thì về một lần với vợ với con thì mang tiền về. Thế giờ trong chiến tranh ấy, 6 tháng mới về một lần vì nó tắc đường. Mà đây lên cái vùng Tây Bắc ấy, là khu cách mạng của mình, nó qua bao nhiêu cái bốt đồn khổ sở lắm. Chèo lan lặn suối, không sướng gì đâu. Nhiều người nói, chiếc cối xay tre là biểu tượng của sự hòa hợp âm dương và trời đất. Từ đó mà hạt gạo ra đời, nuôi sống con người. Từ những năm 90 trở lại đây, máy móc hiện đại dần dần thay thế cho những chiếc cối xay tre mộc mạc và đơn sơ. Thế nhưng, những chiếc cối xay tre vẫn tồn tại, gợi lại cho con người một quá vãng xa xôi. Ở phần cuối của chương trình như thường lệ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết.
Chương trình thời sự lúc 12 giờ của Đài Truyền hình Việt Nam đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Quý vị đừng quên truy cập vào địa chỉ website vtv4.vn hoặc kênh YouTube VTV4Go để theo dõi lại chương trình này. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.